Câu chuyện tiếp theo, anh có tin vào quả báo không? Các bạn có hiểu quả báo là gì không? Báo là... báo là karma, là nghiệp. Karma. Chứ karma. 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 Rồi, đây là câu chuyện quả báo của ai? Của em. Em bị quả báo như thế nào? Ủa không, em không bị quả báo. Ủa dạ? Nó kể câu chuyện em rủa người ta, mày sẽ bị quả báo. Hả? À, nghiệp rồi đó. Đó, và nghiệp. Đó là vào một ngày rất đẹp trời, bồ em xin phép được đi nhậu. Đó thì cũng là ok anh đi đi, quá quen rồi, cái cảnh này quá quen rồi, cho nên là ok đi đi. Và bạn đó xuống đi tắm, sau đó nhìn thấy điện thoại hiện lên nguyên một chữ Phương, tên là Phương, nhắn tới với nội dung qua rước nha, ca 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 ca. Ủa gì, ủa gì, một cái đoạn tin nhắn mà không có chủ ngữ vị ngữ, chẳng hạn như là anh qua rước em nha hay gì, toàn là cái chữ qua rước em, qua rước nha, xong rồi ca 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 là cười á, ý là cười. Xong rồi cái em mới suy nghĩ, trời, tên Phương là chỉ có thể là con gái thôi, cái này chỉ có thể là con gái, Phương là con gái, không có tên nam Phương nhiều mà. Trời, bạn em học chung lớp tên Phương nhiều lắm, nhưng mà con trai tên Phương có. Ủa thì đó thì em mới không xác định là bây giờ là không phân vô cái gì nữa, là tên của con trai nữa. Ủa đây là câu chuyện em kể. Ủa em đang kể. Dạ đó thì khi mà nhìn thấy là xong rồi tức điên lên, cái ngồi bắt đầu trầm ngâm là mặt ngầu, dạ là mặt ngầu kiểu ai ngắm. Tao hiểu rồi, ok tao hiểu rồi. Xong rồi hồi nữa cái người yêu em tắm lên, xong rồi nhìn em, em nhìn nó sao. Ủa sao là sao, ủa sao đi chơi, ai đi chơi, bạn bạn tên gì, bạn tên Phương. Phương, mày vẫn còn can đảm nói chữ Phương. Xong rồi lại xong, nghĩ thôi đúng không. Xong rồi cái nào, ủa gì em, thôi đi khỏi đi, nín. Anh có tin là trên cuộc đời này có quả báo không? Anh có biết là người đang làm trời đang nhìn không? Ông trời có mắt mà. Ồ, em là ông trời này đang nhìn anh à? Ồ, thấy không? Tên Phương đúng không? Ok, tên Phương, Phương nào vậy? Anh xong rồi cái mới nói, ủa Phương là thằng bạn của anh. Không có thằng nào tên Phương. Xong. Ủa em vẫn, tin tưởng về bản thân mình, trên đời không có thằng nào tên Phương. Ừ. Ủa em nói... Nguyễn Tri Phương đó em. Nguyễn Tri Phương đó em. Ủa? Ủa? Đó là một tên của một con đường. Ủa là nói giờ anh tưởng Nguyễn Duy Phương là nữ đó. Em vẫn tưởng Nguyễn Duy Phương là nữ mà. Đó. Thì sau khi mà cãi lộn hồi xong rồi mới quyết tâm gọi điện cho thằng Phương đó bốc lên. Ủa ơi mày là nam hay nữ? Không rồi. Xong rồi bên kia, ủa ai vậy? Tao hỏi mày là nam hay nữ? Nam ba. Thấy chưa? Cái bộ não của là... phụ nữ ấy, nó mặc định suy nghĩ xấu đến con trai đó. Đó, bây giờ rốt cuộc là em là người bị quả báo. À, em mới là người bị quả báo, đó. Là... mày nam hả? Nam ba? Ồ, ok, nam ba, xong tắt. Đó, là chuyện của em đó, rất quê. Cao, phải là một chàng pháo tay cho cái sự can đảm dám kể ra cái chuyện mà em đã sai lầm ngày xưa. Thật sự là đôi khi là phụ nữ họ nhanh quá, họ nhìn cũng nhanh mà họ phỏng đoán vấn đề cũng nhanh, mà đôi khi chính từ cái nhanh đó nó gây ra rất là nhiều những cái hệ quả mà sẽ không thể nào mà có thể hàn gắn được. Thế rồi sao ta, thật sự là một khi mà đã muốn rồi thì khó khi nào mà có thể kiểm soát được, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông mà đã muốn giấu rồi thì giống như hồi nãy Đạt có nói á, đàn ông mà đã muốn giấu rồi thì không có cái gì mà có thể gọi là giấu được hết trơn á. Vậy thì ai cũng muốn giấu mà giấu đâu được đâu. Chưa muốn giấu đó, chưa tận cùng muốn giấu đó. Lên lên đỉnh thôi. Là tại vì lúc đó người ta cũng đã muốn biết rồi. Thật sự. Cố tình đó. Là cố tình là cũng đã muốn biết rồi. Không cố tình mà. Chứ còn một khi mà đã gọi là nhất quyết giấu thì khó. Vậy thì bây giờ hỏi lại là đàn ông thả thính nên xóa dấu vết như thế nào? Bây giờ mình thử mình bàn bạc coi. Đừng thả thính là đáp án. Đừng thả thính là đáp án. Đúng rồi, con người yêu rồi thì không nên thả thính người khác. Dạ, yeah, đồng ý. Hợp lý, mà đây chắc cũng là câu trả lời mà sẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhất đúng không ạ? Một khi mà đã có người yêu rồi thì chúng ta nên tập trung cho một người thôi, chứ đừng có mà phân tán tâm lý rồi sức lực của mình dành cho nhiều người quá thì đôi khi nó lại ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của mình. Và cuối cùng thì cũng chẳng có gặt hái được một cái kết quả gì cả. Rồi thêm nữa là cái lời khuyên mà dành cho các bạn nữ là các bạn nữ cũng nên là bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống. Bởi vì đôi khi là giống như Thanh cũng chia sẻ một câu chuyện, chỉ làm việc cái tên thôi đó mà đã có thể là mém nữa là cái đổ vỡ trong mối quan hệ rồi, thì chúng ta cứ bình tĩnh ngồi xuống. Tại vì thật sự nếu như mà đàn ông họ đã muốn đi rồi thì cứ để cho họ đi, chứ đừng có tiếc nuối giữ lại làm gì cả. Giữ lại thì gieo sầu. Dạ, yeah, đồng ý, hợp lý. Và đây chắc cũng là câu trả lời mà sẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhất đúng không ạ? Một khi mà đã có người yêu rồi thì chúng ta nên tập trung cho một người thôi, chứ đừng có mà phân tán
tâm lý rồi sức lực của mình dành cho nhiều người quá thì đôi khi nó lại ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của mình, và cuối cùng thì cũng chẳng có gặt hái được một cái kết quả gì cả. Rồi thêm nữa là cái lời khuyên mà dành cho các bạn nữ là các bạn nữ cũng nên là bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống, bởi vì đôi khi là do gặp lại ạ.